trưởng công an xã khăng khăng mình làm đúng, trong khi đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn lại cho rằng ghi như vậy là không được. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Hùng, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đang rất bức xúc trước việc công an xã Hùng Tiến khoe vào đơn xác nhận dân sự đối với hai con trai ông với nội dung gia đình chưa chấp hành tốt nghĩa vụ của địa phương. Điều này ảnh hưởng đến kết quả xin việc làm và xuất khẩu lao động của con trai ông Hùng. Theo đó, trong bài viết bị công an xã phê xấu lý lịch, dân tắc lối mưu sinh trên trang 4 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng công an xã Hùng Tiến, ông Trần Xuân Quyết cho rằng sở dĩ ông ghi như vậy là căn cứ vào danh sách từ bên Ủy ban nhân dân xã chuyển cho công an báo hộ gia đình ông Hùng không đóng góp số tiền hơn 7,3 triệu đồng. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Kỳ, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hùng Tiến cho biết thông tin về vụ việc này, ông Đinh Xuân Quế, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn đã xuống đối thoại trực tiếp với ông Hùng. Thế nhưng trưởng công an xã Hùng Tiến cho biết là vẫn xác nhận như vậy nếu gia đình ông Hùng không đóng góp đủ tiền. Trả lời về vấn đề này, ông Quế cho biết xác nhận như vậy là không được. Cũng trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh trang 8 có bài phản ánh thi công quốc lộ, hàng chục hộ dân kêu cứu. Theo bài phản ánh của 32 hộ dân ấp Bình Thới, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công khi san lấp mặt bằng đã bít hết các lối thoát nước nhưng không làm cống thay thế. Điều này dẫn đến việc ấp Bình Thới ngập cục bộ suốt 2 tháng qua, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Để chống ngập, nhiều gia đình đã chủ động đắp bờ bao xung quanh vườn, đồng thời mua máy bơm để bơm nước ra ngoài cứu vườn cây ăn trái. Thế nhưng do mưa xuống, nước ngập quá nhiều nên việc bơm, đắp bờ cũng không mấy hiệu quả. Mặc dù đã gửi 2 lần đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre, nhưng tình trạng vẫn chưa thể giải quyết. Theo ông Võ Trường An, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Thạnh, nguyên nhân một phần trở ngại hiện nay là khi lấy ý kiến người dân để xác định vị trí cống thoát nước mới thì có một số hộ dân không đồng ý đặt cống ở gần nhà họ. Liên quan đến vụ việc liên tiếp 4 trẻ sơ sinh tử vong cùng một ngày tại bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, trên trang 2 báo Lao động cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã báo cáo lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời xuống trực tiếp làm việc với bệnh viện Sản Nhi, phối hợp với cơ quan chức năng để triển khai thực hiện các biện pháp nhằm ổn định an ninh trật tự trong bệnh viện. Tiếp tục thực hiện các công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đã làm việc và động viên với gia đình, đề nghị gia đình phối hợp với bệnh viện, Sở Y tế cùng cơ quan chức năng để điều tra xác định nguyên nhân tử vong của các cháu. Đồng thời, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện Sản Nhi thực hiện phân loại bệnh nhân, chuyển 9 trẻ sơ sinh có tình trạng nặng đang điều trị tại đơn nguyên sơ sinh ra bệnh viện Nhi Trung ương 5 cháu và bệnh viện Bạch Mai là 4 cháu. Các cháu bé còn lại đang trong tình trạng ổn định, được tiếp tục điều trị theo dõi tại bệnh viện. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sinh non. Cũng về vấn đề này, trên báo Tuổi Trẻ trang 14 sáng nay có bài viết nguyên nhân ban đầu 4 trẻ ở Bắc Ninh tử vong do sốc nhiễm khuẩn. Chiều ngày hôm qua 20 tháng 11, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế Nguyễn Đức Vinh đã có công văn yêu cầu bệnh viện gặp gỡ chia sẻ thông tin trung thực với gia đình và cơ quan truyền thông. Tuy nhiên, bệnh viện đã có dấu hiệu không thực hiện yêu cầu này. Phó giám đốc bệnh viện là ông Nguyễn Minh Hiệp chỉ trả lời một câu duy nhất trong khoảng 1 phút với khoảng 20 nhà báo đã chờ đợi nhiều giờ. Theo ông Vinh, những trẻ sơ sinh, nhẹ cân, non tháng dễ có nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, cân nặng sơ sinh của các cháu khá tốt, là từ 1,6 đến 2,3 cân. Hai trong số 4 cháu đã có diễn biến sức khỏe tốt, được rời lồng ấp. Lý do nào dẫn đến tử vong và điều bất thường nữa là 4 ca tử vong liên tiếp chỉ trong vài giờ đồng hồ. Một bất thường nữa là ứng xử của bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Chiều 20 tháng 11, Bộ Y tế đã yêu cầu bệnh viện cung cấp thông tin cho truyền thông, nhưng bệnh viện này chỉ nói đúng 1 phút về việc nhờ bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Bạch Mai Hà Nội hỗ trợ tìm nguyên nhân. Việc các cháu dùng thuốc và vật tư gì, quá trình điều trị của các cháu ra sao, hay vì sao lại có đến 4 trẻ tử vong chỉ trong một buổi sáng thì đại diện bệnh viện không có thông tin. Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin báo nêu về trường cao đẳng nghệ thuật là bài viết đáng chú ý hôm nay trên báo điện tử Tin Tức. Bài viết cho biết, ông Nguyễn Quý Tiên, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi công văn đến Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu kiểm tra thông tin báo nêu về trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Công văn nêu rõ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, xem xét đơn thư do bà Nguyễn Hồng Nhung đăng tải, kết luận và công bố công khai đến các tập thể, cá nhân có liên quan, báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 30 tháng 11 năm 2017. Đồng thời thông tin báo chí theo quy định. Theo đó, ngày 20 tháng 11 năm 2017, trên một trang báo điện tử có bài viết về việc bà Nguyễn Hồng Nhung, giảng viên trường Đại học Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đăng tải một bức thư kêu cứu trên trang Facebook cá nhân.
phản ánh một số biểu hiện tiêu cực tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nơi bà Nhung công tác.